Tiểu Viêm đã đi tới phần viêm cốc và thông qua bài kiểm tra của Đường Cốc Chủ. Ông ta giải thích, từ khi phần viêm lão tổ tạo lập phần viêm cốc, dị hỏa cửu long lôi cương hỏa đã được truyền thừa từ đời này sang đời khác. Chỉ khi thu phục được nó thì mới có thể kế thừa vị trí cốc chủ. Con gái Hòa Nhi của ông sẽ là người truyền thừa, nhưng mà năm xưa cưỡng ép dung hợp dị hỏa thất bại, kết quả bị phản phệ, chỉ còn sống chưa đến một năm nữa. Điều này khiến cho Hòa Nhi mất đi hy vọng, tính cách dần dần ngang ngược. Lần này mời Tiêu Viêm và Huyễn Đại Sư đến là để hỗ trợ luyện chế thất phẩm đan dược tên là Hỏa Bồ Đan. Độ quý giá của đan dược thất phẩm là không phải bàn cãi nữa, nhưng mà Đường Chấn lại chấp nhận bỏ ra cái giá lớn. Ông chỉ có duy nhất một đứa con gái, dù có lấy mạng của ông để đổi mạng cho Hòa Nhi thì cũng cam lòng. Huống gì là thiên hòa tam huyền biến, cho nên đã đồng ý với yêu cầu của Tiêu Viêm. Tình nghĩa sâu đậm này làm cho Tiêu Viêm cũng động lòng, hắn hứa nhất định sẽ dốc hết sức mình. Đường Trần lấy ra đan phương, cách luyện chế đã được ghi bên trong, hai người cứ theo phương thuốc mà làm. Ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn một cái lò luyện đan khổng lồ. Đây là Sơn Dung Đỉnh, có tên trong danh sách xếp hạng các loại lò luyện đan, phẩm chất cực kỳ cao, thoải mái luyện chế mà không sợ bị nổ lò. Tiêu Viêm và Huyễn Đại Sư nhanh chóng bắt đầu. Đường Trấn dùng dị hỏa hỗ trợ luyện hóa dược liệu, còn việc dung hợp dược liệu được giao lại cho hai người. Sức mạnh của cửu long lôi cường hỏa rất khủng khiếp, chỉ trong thời gian ngắn, dược liệu đã bị luyện hóa thành các giọt dung dịch. Tiêu Viêm và Huyễn Đại Sư cùng nhau dung hợp các giọt dung dịch lại với nhau. Dòng dã 10 ngày trôi qua, nhìn thấy Tiêu Viêm có thể kiên trì suốt 10 ngày, các luyện dược sư đứng bên ngoài quan sát cũng phải lên tiếng khen ngợi. Trong số đó, vẫn có người ghen ăn tức ở, ông ta cho rằng Tiêu Viêm chỉ gặp may mắn. Trong bộ dạng hắn bình thản vậy thôi, thực chất thì linh hồn lực đã bị tiêu hao hơn nửa rồi. Trong khi đó Huyễn Đại Sư lại tỏ rõ dáng vẻ miễn cưỡng, xem ra sắp đạt tới giới hạn chịu đựng rồi. Bước đầu tiên đã hoàn thành xong, vài trăm giọt dược liệu được hòa tan và dung hợp lại với nhau, tạo thành hai quả cầu nhỏ. Bước tiếp theo là dung hợp hai thứ đó lại với nhau để tạo thành đan dược hoàn chỉnh. Hai quả cầu lao vào nhau vài chạm, một bên giống như nước, bên còn lại là hỏa. Hai quả cầu liên tục đẩy nhau ra xa. Sau vài trăm lần va chạm mà vẫn chưa thể dung hợp được chút nào, linh hồn lực của Huyễn Đại Sư đã cạn kiệt. Trạng thái linh hồn bị phá hủy khiến cho ông ta trọng thương nằm bất tỉnh. Linh hồn của Tiêu Viêm cũng bị đánh bay ra ngoài lò đan. Đường Chấn nhìn thấy cảnh tượng này liền suy sụp tinh thần. Quá trình luyện chế coi như thất bại rồi. Tiêu Viêm không cam lòng. Hắn muốn tiếp tục luyện chế. Nếu bỏ cuộc ngay lúc này, cơ hội sẽ biến mất. Nếu tiếp tục luyện chế thì vẫn còn một chút thành công. Những người khác nghe được lời này liền khinh thường, bọn họ chế giễu hắn đang ảo tưởng sức mạnh. Một người làm sao mà luyện chế được? Đường Chấn đồng ý với đề nghị đó, dù kết quả có thất bại thì ông ta cũng sẽ không oán trách. Hắn nhanh chóng đưa linh hồn lực vào trong lò luyện đan rồi áp dụng theo kỹ thuật của Dược Lão. Hắn điều khiển dị hỏa xoay vòng tròn tạo ra một cơn lốc xoáy bao phủ hai quả cầu lại. Cách này quả nhiên có hiệu quả. Hai quả cầu xoay tròn kịch liệt, rồi chậm rãi dung hòa vào nhau. Bước tiếp theo là ngừng kết thành đan. Một cột sáng từ lò luyện đan bạo phát lên bầu trời, sấm sét chớp giật liên tục. Đây là một dấu hiệu tốt, luyện chế đan dược cấp 7 sẽ có sấm sét giáng xuống. Sự xuất hiện của đan lôi báo hiệu cho việc đan dược sắp thành hình. Đường Chấn lên tiếng thông báo hắn cứ lo luyện đan đi, ông sẽ đối phó với đan lôi. Tuy nhiên, Tiêu Viêm lại có suy nghĩ khác. Trên người hắn có một bộ yêu khôi, trước đó tại Già Nam Học Viện luyện chế đan dược lục phẩm cũng giáng xuống đan lôi. Lúc đó hắn đã dùng một bộ khôi lỗi hấp thu sấm sét, rèn luyện cho nó đột phá lên địa cấp. Hiếm khi mới có sấm sét giáng xuống, hắn phải tranh thủ cơ hội này. Khôi lỗi chủ động lao lên đón đỡ tia sấm sét khổng lồ giáng xuống. Sau khi đã hấp thu sức mạnh lôi kiếp, bộ khôi lỗi đã mạnh hơn, dáng vẻ cũng có biến hóa nhưng không đáng kể. Muốn đột phá từ địa cấp lên thiên cấp vẫn còn khoảng cách rất xa. Quá trình luyện chế đã xong, một viên đan dược sáng rực nằm trong lòng bàn tay của hắn. Đổi lại thì lần này tiêu hao rất nhiều linh hồn lực, Tiêu Viêm phải nghỉ ngơi vài ngày. Nhị trùng lão phần viêm cốc không bất mãn với lời đồng ý của Đường Chấn, đó là đưa công pháp thiên hòa tam huyền biến cho Tiêu Viêm. Nhưng mà Đường Chấn vẫn không thay đổi quyết định của mình. Không thể thay đổi được ý kiến, trùng lão đành phải tạo áp lực cho Tiêu Viêm. Gần đây ông ta có đi ra ngoài nên biết được toàn bộ tin tức liên quan tới Tiêu Viêm và biết được hắn đang dùng tên giả. Tiêu Viêm thẳng thắn thừa nhận và tháo bỏ mặt nạ xuống.
ông ta bắt đầu chất vấn, nếu đã không thẹn với lòng, cần gì phải che giấu. Hắn kết oán với Phong Lôi Các vì bộ đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động, bây giờ lại muốn Thiên Hòa Tam Huyền Biến. Hắn thực sự hứng thú với đấu kỹ của người khác đến vậy sao? Lời chất vấn này làm cho Đường Chấn khó chịu, ông yêu cầu nhị trưởng lão khóa cái miệng lại. Nói chuyện nên cẩn thận một chút. Đại trưởng lão lại đưa ra một yêu cầu khác, hắn phải thông qua khảo nghiệm giống như các đệ tử hạch tâm thì mới được. Tiêu Viêm cũng muốn nhanh chóng lấy được đấu kỹ nên lập tức đồng ý làm bài khảo nghiệm. Nhị trưởng lão đích thân ra tay kiểm tra, nếu hắn trụ được 10 hiệp thì thắng. Hành động này là đang làm khó để cho Tiêu Viêm biết khó mà lùi. Trước giờ chưa từng có tiền lệ là trưởng lão đích thân ra tay, huống hồ cảnh giới ông ta đã là 8 tinh đấu tông. Tiêu Viêm không lo lắng, hôm nay hắn nhất định phải có được đấu kỹ. Lời này nghe đúng là rất ngông cuồng, nhị trưởng lão chủ động lao đến định dạy cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng. Một trường uy lực đánh ra, Tiêu Viêm dùng Tam Thiên Lôi Động tránh né. Nhị trưởng lão đột nhiên biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay bên cạnh. Tiêu Viêm tránh né kịp thời, lão ta thấy vậy lại thi triển chiêu thức ngưng tụ ra 4 cánh tay vây ép cho hắn phải chật vật. Tiêu Viêm không chịu bỏ cuộc, phần viêm cốc cũng có đấu kỹ gia tăng tốc độ. Lão ta muốn xem thử đấu kỹ phần viêm cốc lợi hại hay Tam Thiên Lôi Động mạnh hơn. Ngay khi thi triển chiêu thức, lão ta lập tức biến thành một ngọn lửa lao vút đi. Hắn không thể tránh né mãi được nên phải thi triển đấu kỹ lục hợp xu thân xích ngăn cản. Nhị trưởng lão đánh ra môi trường phá hủy đấu kỹ ép cho hắn rơi xuống đất. Chưa để cho Tiêu Viêm có thời gian đứng dậy thì lão ta đã lao đến tấn công dồn dập. Nam chính bị ăn nguyên một trận đòn vào mặt rồi bị bóp cổ nhấc lên như con gà. Lão yêu cầu hắn nhận thua, nếu mình muốn giết thì tiểu tử sớm đã mất mạng rồi. Tưởng rằng Tiêu Viêm sẽ phải nhận thua, nhưng bất ngờ đã xảy đến. Thân ảnh hắn đột nhiên tan biến, hóa ra đây chỉ là phân thân, bản thể thực sự đang dung hợp 3 loại dị hỏa lại với nhau. Bây giờ chỉ còn một chiều cuối cùng nữa. Nhị trưởng lão quyết định dùng đấu kỹ đối kháng với Tiêu Viêm, ngưng tụ sức mạnh thành một lá phù. Lá phù trông vô hại vậy thôi, nhưng đừng nhìn dáng vẻ đó mà khinh thường, đấu tông bình thường bị trúng chiều chắc chắn sẽ mất mạng. Tiêu Viêm ném đóa hỏa liên bay về tấm phủ. Chiêu thức hai bên va chạm, sang co vài hơi thở rồi cũng phát nổ. Uy lực khủng khiếp lan ra bên ngoài phá hủy vô số kiến trúc của phần viêm cốc. Ngọn núi sụp đổ, một cái lỗ đen xuất hiện hút mọi thứ xung quanh vào bên trong. Nhận thấy tình hình đã đi hơi xa rồi, Đường Chấn buộc phải ngăn cản. Với cảnh giới đấu tôn, ông ta dễ dàng mở ra một khe nứt không gian khổng lồ rồi chậm rãi trục xuất lỗ đen vào khe nứt, ném nó vào tinh không. Tập phim đến đây khép lại. Nếu thích video này, hãy để lại cho mình một like. Video vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn để lại lời nhận xét bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!